Lời Thánh. Thì sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học về mục đích của đời sống mình. Đương nhiên thì chúng ta suy nghĩ rằng có nhiều điều chúng ta muốn làm ở trong đời này. Và có nhiều người cũng có nhiều khái niệm rằng là cái gì sẽ làm cho mình hạnh phúc, cái gì sẽ làm cho mình sống một cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng mà cho đến khi chúng ta trở về đấng tạo mình nên, thì chúng ta không thể bao giờ hiểu được cái lý do mà mình tồn tại trên đời này. Và lý do cho tất cả, lý do có trời, có đất và có con người, và mục đích mà Chúa dựng chúng ta nên là để tỏ ra Đức Chúa Trời, để phản ảnh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta làm những điều đó qua năm điều phân để trên đây. Chúng ta nhớ thờ phượng, yêu thương lẫn nhau, trở nên như Đức Chúa Jesus Christ và phục vụ nhau như là phục vụ Đức Chúa Trời và nói về Chúa. Thì trong tháng này và tháng tới chúng ta chỉ học về sự thờ phượng Chúa thôi. Và Phương mong rằng trong sự học sự thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ có một cái khái niệm mới về cái sự thờ phượng Chúa. Vì Phương nghĩ rằng là chúng ta mang theo, nhất là những người lớn tuổi, những trẻ em, thì mình đã đem đi nhà thờ khi nó còn nằm ở trong nôi. Nhưng mà những người lớn tuổi, đa số chúng ta là từ những người lớn lên không có trong môi trường tin Chúa. Chúng ta lớn lên là những người thờ ông bà, là những người đạo Phật, và những người không có cái nền tảng của tin lành. Cho nên chúng ta có khi chúng ta không ít thì nhiều thì có những cái sự ảnh hưởng. Nhưng mà Phương muốn cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng cái sự thờ phượng Chúa qua cái điều mà Chúa tỏ cho chúng ta biết cái gì đẹp lòng Chúa. Và từng rồi thì Phương nói rằng thờ phượng Chúa là cái từ mà người tin lành dùng. Nhưng mà chẳng qua cái từ thờ phượng Chúa này đó có ý nghĩa là khi mình làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, khi mà mình cảm nhận tình yêu thương của Chúa và mình đối đáp lại tình yêu thương của Chúa, đó là sự thờ phượng. Và Chúa nói rằng chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, chứ không phải mình muốn làm sao miễn có tấm lòng thì được. Mình phải có tấm lòng, mình thờ phượng Chúa bằng tâm linh của mình, và mình thờ phượng Chúa qua lẽ thật của Chúa chỉ dạy cho mình điều gì làm đẹp lòng Chúa. Thì sáng hôm nay Phương muốn chia sẻ một câu kinh thánh ở trong sách Thi Thiên, ở trong kinh thánh mình. Vua David viết lại rằng là: xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi tớ Chúa. Ông David là người trong kinh thánh Chúa diễn tả là một người có cái tấm lòng rất là hiệp với Chúa. Và ông viết lên cái chữ này, soi sáng trên kẻ tôi tớ Chúa, mặt Chúa soi sáng. Thì mình có thể hiểu rằng là có khi mình đang buồn hay là gì đó, rồi mình gặp một cái người nào hay là người ta đem đến cho mình cái gì rất là vui thích, rồi cái mặt mình sáng lên, phải không? Thì chúng ta có thể hiểu là ông David viết cái câu thơ giống như vậy. Thành ra sáng hôm nay mình sẽ học về đề tài làm sao cho Chúa vui lòng. Chúng ta biết rằng mình muốn đẹp lòng Chúa, mình muốn thờ phượng Chúa, nhưng mà mình phải hiểu biết rằng là cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì làm cho mặt của Chúa sáng rực ở trên mình. Thành ra làm sao mình làm cho vui lòng Chúa. Thì sáng hôm nay Phương sẽ chia sẻ 5 điều ngắn gọn, vì chúng ta cũng sẽ có lễ giăng con nữa. Thành ra 5 điều ngắn gọn này dựa vào đời sống của một con người như chúng ta, gọi là Noe. Ông Noe này có một đặc điểm là ông yêu mến Chúa. Và Phương nghĩ rằng là cái điều đó trước tiên mình phải nhận biết rằng là cái sự khác biệt giữa mình với tất cả những tôn giáo ở trên thế gian này. Có khi chúng ta mang đến cái khái niệm rằng là Mỹ gọi là duty đó, là cái trách nhiệm. Có khi ở trong cái sự thờ phượng, mình nghĩ rằng mình làm vì trách nhiệm. Và Phương cũng nghe những người ở trong chúng ta khi mà học Kinh Thánh buổi thứ tư đó chia sẻ về nếu là con trưởng nam ở trong một gia đình Việt Nam thờ ông bà đó, thì phải có một cái trách nhiệm hơn là những người em không phải là trưởng nam.
Thành ra có khi chúng ta mang cái khái niệm thờ phượng là cái trách nhiệm của người tin Chúa, nhưng mà không phải. Có khi chúng ta mang cái ý tưởng rằng là thờ phượng là một cái lễ nghi mà chúng ta làm sáng Chủ nhật, hoặc là những cái lễ nghi khác mà chúng ta làm để thờ phượng Chúa. Nhưng mà có những cái lễ nghi để cho chúng ta làm những cái điều mà để tỏ ra cái tấm lòng của chúng ta, nhưng mà nếu không có cái tấm lòng đó thì những cái lễ nghi đó không có ý nghĩa gì hết. Ông Noe ở trong Kinh Thánh nói rằng là nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này là dòng và phân đọc ở trong câu 7, Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, nhưng mà có chỉ mình ông Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và ở trong Kinh Thánh nói rằng là ông Noe trọn vẹn đối với Đức Chúa Trời và đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Ở đây nói lên cái điều đầu tiên, ông Noe yêu mến Chúa hơn hết tất cả ở trong đời sống của ông. Và mình phải biết rằng cái môi trường của ông Noe sống đó không phải là như mình sống ở trong nước Mỹ. Nước Mỹ thì chúng ta biết rằng là đa số là những người Cơ Đốc, gọi là Cơ Đốc đó, là Christian đó, là người tin Chúa đó. Thì cái môi trường nó rất là dễ, chúng ta đi đâu á thì chúng ta cũng thấy lá cờ Mỹ, chúng ta ở trong đồng tiền cũng thấy là In God We Trust, dựa vào Đức Chúa Trời chúng tôi tin. Rồi những cái điều mà các trẻ em học ở trong lớp đó đều hướng về Đức Chúa Trời. One Nation Under God, khi mà nó đọc Pledge Allegiance, đọc cái bài trung thành với nước Mỹ đó, thì cũng có Đức Chúa Trời ở trong đó. Và những cái điều mà họ dạy ở trong trường đó cũng dựa vào Kinh Thánh, như là Đức Chúa Jesus Christ dạy đó, là hãy làm cho người ta những cái điều mà ngươi muốn cho người ta làm cho mình. Thành ra ở trong cái môi trường này đó rất là dễ để mà mình sống đẹp lòng Chúa. Nhưng mà ông Noe không có sống ở trong môi trường như vậy. Ở trong Kinh Thánh nói rằng ở trong đời Noe có những cái sự gian ác hung hăng đến nỗi ở trong cả thế gian không có một người nào mà đẹp lòng Chúa, không có người nào làm nên sự công bình, không có người nào làm những điều tốt lành ngoài trừ ông Noe. Tất cả loài người ở đây nói là hung hăng đó, tiếng Anh dịch là evil hay là cruel đó, là tàn nhẫn đó. Thành ra ở trong cái môi trường như vậy, ông Noe vẫn yêu mến Chúa, và cái sự yêu mến Chúa của ông đó như thế nào tỏ ra ở trong cái đời sống của ông. Ở đây nói rằng Noe đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời là nghĩa rằng là ông làm theo Chúa, làm theo cái điều mà Chúa đặt ở trong cái tấm lòng của ông là thiện, là tốt. Vì trong Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Trời là đấng công bình, Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Thành ra ông Noe đồng đi cùng Chúa, và cái điểm đó là cái điểm trước tiên mà làm cho Chúa vui lòng. Khi mà Chúa nhìn xuống cả thế gian, Chúa, nếu mà mình đọc hết đoạn 6 đó, nói rằng Chúa rất là buồn ở trong lòng vì loài người mà Chúa dựng nên bây giờ lại gian ác như vậy. Nhưng mà khi mà nhìn xuống ông Noe thì mình tưởng tượng mặt của Chúa sáng lên và Chúa đẹp lòng nơi một con người này, vì ông yêu mến Chúa hơn hết. Dầu người này nói cái này, dầu người kia sống cách nào, dầu người ta làm cái gì, ông đồng đi cùng Chúa. Đó là cái điều mà trước tiên mà chúng ta có thể ghi nhớ và học hỏi từ ông Noe. Ở trong sách Matthew, Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời, khi Ngài đến để tỏ lẽ thật cho Chúa, cho mình biết đó, Chúa nói một câu này. Một điều quan trọng hơn hết, ở trong Kinh Thánh có rất nhiều luật pháp mà dân Israel, ông Môi-se đã truyền dạy cho họ về cái cách sống, về cái điều dân tế lễ, về những cái điều thờ phượng Chúa. Rồi người ta đến những thầy tế lễ, những người có ăn có học, những người biết luật pháp, muốn đến hỏi Chúa Giê-xu rằng trong tất cả những luật pháp của Môi-se, và có rất là nhiều, nếu ai có rảnh rỗi thì đọc, có rất là nhiều. Trong tất cả những luật pháp đó, cái điều nào quan trọng hơn hết? Nhưng mà Đức Chúa Jesus Christ nói một cách rất là dễ dàng. Đức Chúa Jesus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta khi yêu mến Chúa bằng cái tấm lòng chân thật của mình thì làm cho Chúa đẹp lòng, làm cho Chúa sáng lên
khi mà nhìn xuống chúng ta. Thành ra cái mục tiêu vĩ đại nhất của con người đó là để yêu mến Chúa. Đức Chúa Trời tạo mình ra, Đức Chúa Trời gọi mình là con. Và nếu ai có con, và sáng hôm nay chúng ta sẽ có lễ dân con đó, thì sẽ biết rằng con là để yêu. Và không có cái điều gì mà đẹp lòng mình hơn hết ở trong đời sống này. Phương bảo đảm trong tất cả những người lớn, nếu cho mình vàng, nếu cho mình bạc, nếu cho mình trúng số 1 triệu đồng đi, mà con cái mình không về thăm mình, không gọi hỏi thăm, không ngó ngàng gì đến mình đó, nó buồn như thế nào? Không có gì. Và Chúa ban cho mình làm những người cha mẹ để cho mình kinh nghiệm được. Không có gì làm cho mình vui lòng bằng những người con cái yêu mến mình và thương mến mình. Thành ra Đức Chúa Trời cũng như vậy, và Chúa tạo nên cho chúng ta có gia đình để cho chúng ta hiểu biết rằng Chúa muốn cái tấm lòng yêu thương Chúa nơi chúng ta. Và cái điều đó là cái điều phải là cái điều nếu mà chúng ta nhận xét đó, là cái điều khác biệt nhất giữa tin lành thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa với tất cả những tôn giáo ở trên thế gian này. Nếu chúng ta nhìn xem đó, thì đa số những tôn giáo trên thế gian này á, không hướng về đấng mà mình thờ, nhưng mà tất cả đều về mình. Mình cầu xin phước, mình làm cái này, mình làm cái kia, mình cúng, mình tế là sao để cho mình được cái gì đó. Nhưng mà Chúa dạy mình cái sự thờ phượng đó không đẹp lòng Chúa. Chúa muốn cái tấm lòng của mình. Và ông Noe bắt cứ và bắt trách tất cả những điều ở trong đời sống ổng, ổng chỉ hướng về Chúa và yêu mến Chúa. Phương muốn khuyến khích chúng ta, cái điều đó chúng ta phải giữ ở trong lòng. Cái điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nhất là cái tấm lòng mình hướng về Chúa. Dầu chúng ta phải đi làm, dầu chúng ta có những cái vấn đề gì, dầu chúng ta thiếu thời gian, dầu chúng ta bất cứ điều gì, thế gian cái môi trường như thế nào, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta yêu mến Chúa. Cái đó là mục tiêu vĩ đại nhất của con đời, của cuộc đời của con người mà mình có thể đạt được. Vì Chúa tạo mình nên để yêu thương Chúa và để nhận tình yêu của Chúa. Cái điều thứ nhì là tin Chúa hoàn toàn. Ở đây Phương để cái chữ tin thôi, nhưng mà mình có thể dịch là tin tưởng, tin cậy. Và những cái lời khác mà mình thường hát trong thánh ca đó. Tin Chúa một cách hoàn toàn. Ông Noe này đó, ông sống ở trong một cái thời mà không phải giống như là mình sống bây giờ. Mình sống, mình có những cái lịch sử viết lại và mình biết tất cả những cái sự tai nạn. Nếu ai mà sống thì biết rằng là pandemic, coronavirus, cái gì đó cũng đã xảy ra 100 năm về trước rồi. Còn ai sống ở bên Mỹ lúc năm 2000 thì cũng đã biết Y2K, người ta nghĩ rằng sẽ tận thế. Mình cũng đã sống qua rồi. Rồi khủng bố, mình cũng đã sống qua rồi. Rồi tsunami, rồi tất cả những cái điều mà thiên tai đó cũng mình cũng biết rồi. Không có cái gì mà mới lạ với mình. Nhưng mà ông Noe sống trong cái thời mà Kinh Thánh diễn tả và Chúa nói rằng là từ xưa đến giờ không bao giờ có một cái nước lụt, cơn Việt Nam mình gọi là cơn đại hồng thủy đó, là cái cơn nước lụt mà vĩ đại nhất hồi xưa đến giờ chưa bao giờ có. Và chưa bao giờ có thì người ta không bao giờ biết, và người ta không bao giờ biết thì người ta không biết đáng tin không hả? Phải không? Cái đó là cái gì? Nước lụt là cái gì? Không biết. Mà nước lụt thì mình nghĩ đến mắt cá đầu gói hay gì, mình lội lội như Việt Nam mình thôi, chứ không phải cái nước lụt mà cỡ có thể tàn diệt hết cả nhân loại. Nhưng mà khi mà Chúa nói với Noe những cái điều mình mới đọc đó, rằng sẽ có một cơn đại lục và sẽ chết hết tất cả, ông Noe tin Chúa. Dù ông chưa bao giờ gặp, dù ông chưa bao giờ đọc ở trong sách lịch sử, tại hồi xưa đến giờ không có, ông tin Chúa. Và ông tin Chúa, và đến nỗi ông để 120 năm của đời sống ông để đóng một chiếc tàu, để chuẩn bị cho cái cơn nước lụt mà Chúa nói sẽ đến đó. Thì mình tưởng tượng rằng là và ông Noe, những người học Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh đó, nói rằng là cái chỗ ông Noe sống đó, hiện bây giờ đó, không có gần cái mé sông, không có gần cái biển nào hết.
Thành ra mình tưởng tượng khi mà ổng kéo cái củi về và đóng chiếc tàu ở nơi sân nhà của ổng đó, thì hàng xóm đi qua đi lại nói ông này chắc điên rồi, ở đây không có nước, không có sông, không có biển mà ông đóng chiếc tàu, mà lại đóng chiếc tàu rất là bự nữa chứ không phải là chiếc xuồng nhỏ nhỏ mà mình khiêng ra sông đâu. Không, ông đóng một chiếc tàu rất là bự. Và chiếc tàu ông đóng, nếu mà mình coi football, ai có coi football không, thì mình biết rằng là chiếc tàu của ông bằng 1.5 football field, là một cái sân football, một sân rưỡi. Sân football là 100 yard. Cái này là 150 yard. Người ta sau này họ xem kinh thánh và họ cắt lại đó. Chút xíu Phương sẽ show cái hình. Nhưng mà ổng cắt và mình nghĩ rằng là ổng đương đầu với cái gì. Nhưng mà một lần nữa, ổng tin cậy Chúa. Người ta nói rằng không bao giờ mưa đến nỗi mà lụt đâu. Người ta nói rằng là không bao giờ có dòng sông, dòng nước nào mà để cái tàu ông ấy đâu, để cái tàu ông mà thả xuống đâu. Nhưng mà ông tin Chúa hơn là tin những người khác. Và cái điều đó là cái điều làm cho Chúa đẹp lòng, làm cho Chúa vui lòng nơi mình khi mà mình tin cậy. Và mình phải biết rằng là thờ phượng không phải chỉ là tôn vinh Chúa sáng chủ nhật, nhưng mà cái sự tin cậy nơi Chúa, tin cậy là cái hành động thờ phượng của chúng ta khi mà chúng ta tin cậy Chúa. Và Phương có coi nghiên cứu ở trong Kinh Thánh có hơn 8.000 lời hứa, và trong những 8.000 lời hứa đó thì 7.487 lời hứa đó là Đức Chúa Trời hứa với con người là chúng ta đó. Thành ra nếu chúng ta đi học Kinh Thánh thì chúng ta sẽ từ từ khám phá ra những lời hứa Chúa đã nói cho chúng ta, để cho chúng ta có thể tin vào lời hứa đó. Và để làm gì? Để cho đời sống của chúng ta có thể đặt ở trên cái nền của lời hứa của Đức Chúa Jesus Christ, lời hứa của Đức Chúa Trời hứa với chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng là không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở đẹp ý Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta phải tin. Cái đức tin người tin lành dùng là cái đức tin có khi khó hiểu, nhưng mà cái chữ đức tin đó nghĩa rằng là mình dựa vào một cái bằng cớ và mình tin những cái điều chưa thấy. Mình thấy rằng như vậy thì đáng tin. Rồi giống như là Chúa nói rằng là Chúa sẽ ban cho mình đời sống đời đời. Và làm sao mình có thể tin được? Tại vì chính Đức Chúa Jesus Christ chết và Ngài sống lại. Thành ra mình có thể tin một đấng mà hứa mình cái đời sống đời đời. Nếu mà Đức Chúa Jesus Christ chết rồi chết luôn, thì ai mà tin rằng Chúa có thể ban cho mình đời sống đời đời. Thành ra cái đức tin không phải là mù quáng, cái đức tin không phải là mơ hồ, cái đức tin không phải là giống như là dị đoan. Đức tin dựa vào bằng cớ tỏ tường, nhưng mà mình trông mong những gì mà Chúa đã hứa mà mình chưa nhận lãnh được, gọi là đức tin. Và khi chúng ta tin cậy Chúa thì Chúa sẽ đẹp lòng nơi chúng ta. Cái điều đó là cái điều mà Phương muốn chia sẻ, điều thứ nhì. Và Phương thấy không có nhiều thì giờ, nhưng mà nếu chúng ta ở trong lớp trường Chủ Nhật, chúng ta có thể chia sẻ những điều mà Chúa đã ban cho mình chính ở trong đời sống của mình, y như theo lời hứa của mình, thì Phương nghĩ rằng chắc sẽ có nhiều người có nhiều điều chia sẻ chúng ta kinh nghiệm lời hứa của Chúa như thế nào. Để Phương show cái hình này. Cái hình này là một viện bảo tàng ở tại Kentucky. Họ đã xem Kinh Thánh, họ nghiên cứu và ở trong Kinh Thánh thì có cái sự đo bằng cái gọi là cú đê. Mình không biết là như thế nào, nhưng mà người ta nghiên cứu và người ta cắt một cái chiếc tàu ở đây thành là ở cái viện bảo tàng ở Kentucky đó. Mỗi năm trước khi COVID thì có rất là nhiều người đến để xem cái chiếc tàu này, và mình thấy chiếc xe nhỏ cỡ nào và con người đứng trước cái chiếc tàu vĩ đại như thế nào. Thì người ta tưởng tượng và người ta nghiên cứu chính xác nhất mà họ có thể hiểu được đó là chiếc tàu ông Noe lớn như vậy đó, chứ không phải là chiếc xuồng mà nhiều người chúng ta đi vượt biên đâu. Thành ra ở đây cái điểm thứ ba mà Phương muốn nói đó là Noe vâng lời Đức Chúa Trời, vâng lời Chúa làm đẹp lòng Chúa.
ông Noe cắt chiếc tàu giống y hệt Đức Chúa Trời diễn tả. Và ở trong sáng hôm nay chúng ta đã đọc rằng Chúa nói rằng ba tầng, Chúa nói rằng phải chét chai ở trong và ở phía ngoài, Chúa nói rằng là sao không phải chỉ là đóng chiếc tàu nhưng mà phải giữ trữ đồ ăn cho chính gia đình ổng rồi cho những con thư vật nữa. Và Chúa chỉ dẫn, và chúng ta đọc tiếp thì chúng ta sẽ biết tại sao là và làm sao tất cả những con thư vật. Khi mà phân dạy, hồi đó phân dạy lớp thiếu nhi, tụi nó hay hỏi rằng là những con sư tử làm sao mà ông Noe ông bắt được, ông bỏ vô tàu. Nhưng mà chúng ta đọc thì chúng ta coi phim đó thì họ tưởng tượng và họ diễn lại những cái cách mà người ta tưởng tượng rằng Chúa đem tất cả những con thư vật giống đực và giống cái vào cái chiếc tàu của Noe. Thành ra ông Noe chúng ta thấy rằng ông không chỉ tin Chúa rằng sẽ có nước lụt, nhưng mà ông vâng lời Chúa một cách trọn vẹn, một cách hết lòng. Và cái vâng lời bày tỏ lòng yêu mến của mình. Cái sự vâng lời của người tin Chúa làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái điều đó Chúa ban cho chúng ta biết ở trong Giăng đoạn 14 câu 15, chính Đức Chúa Giêsu Christ nói rằng là nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Những cái điều răn á, mình nói lên á, là giống như là điều lệ hay gì đó, nhưng mà thật sự những cái điều răn của Chúa rất là dễ và thực tế cho đời sống của mình. Và Chúa tóm tắt rằng là hãy yêu mến Chúa và yêu mến người ta, yêu thương những người lân cận của mình. Thành ra Chúa nói rằng là nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Và đến đây thì có hai điều về cái sự vâng lời. Những người làm cha mẹ thì sẽ biết rằng là mấy gọi là procrastinate đó, cái sự mà do dự đó. Giống như là mình kêu nó rửa chén á, mà sáng thức dậy còn một đống chén đó. Rồi hỏi nó tại sao nó không rửa chén, thì nó nói rằng tại vì nó chưa làm chứ không phải là nó không làm. Thì cỡ mấy ngày sau nó mới được thúc đẩy đi rửa chén. Thì mình biết rằng cái sự chưa làm đó giống như là cái sự không làm. Cái sự do dự cũng giống như là cái sự không vâng lời, phải không? Thành ra ở trong đời sống của mình là người tin Chúa đó, khi mà Chúa tỏ cho mình biết cái điều gì đẹp lòng Chúa đó, mình đừng chần chờ. Mình đừng có nói rằng để từng tới đi, hay là để chừng nào tôi sắp xếp đời sống của tôi như thế nào, hay là để chừng nào Chúa trả lời ba cái sự kêu cầu của tôi, hay là để chừng nào cái gì đó. Khi mà Chúa tỏ cho mình biết một lẽ thật gì và Đức Thánh Linh nói với tấm lòng của mình nên làm cái gì đó, thì mình đừng chần chờ. Cái sự chần chờ đó cũng giống như là cái sự không vâng lời. Và cái điều khác nữa, cái sự chần chờ là đầu tiên chứ gì, cái điều vâng phân nửa thôi, nghe phân nửa thôi. Mình tưởng tượng coi, nếu mà ông Noe ông chét chai ở trong phía trong thôi, nhưng mà ông không có chét chai ở trong phía ngoài, thì chiếc tàu đó ở trên nước cỡ bao lâu rồi nó mới chìm. Thành ra chúng ta có khi chúng ta nói rằng là lời Chúa là như vậy, nhưng mà tôi sẽ làm cái này và cái này, nhưng tôi không muốn làm cái này và cái này. Tôi sẽ đi nhóm thờ phượng Chúa, nhưng mà tôi không muốn dâng hiến. Tôi sẽ đi nhóm thờ phượng, nhưng mà tôi sẽ không hát tôn vinh Chúa tại tôi hát dở quá. Nhưng mà mình không biết rằng là tại vì Chúa nghe cái tấm lòng của mình, chứ không có phải là mình phải như là Quỳnh Như hay gì đó Chúa mới nghe mình, phải không? Thành ra chúng ta phải vâng phục một cách trọn vẹn. Ở đây ông Noe không phải chỉ là vâng lời Chúa, nhưng mà vâng lời Chúa một cách trọn vẹn và hết lòng. Chúng ta để ý hai điều đó. Cái sự do dự đó cũng là cái sự không vâng phục. Cái sự biết nhưng mà không làm một cách trọn vẹn đó cũng là cái sự không vâng phục. Chúng ta nhớ điều đó ở trong đời sống của mình. Chúng ta vâng lời bày tỏ lòng yêu mến Chúa, và chúng ta muốn bày tỏ cái tấm lòng của mình một cách trọn vẹn đối với Chúa bằng cái sự vâng phục. Thành ra một là yêu mến Chúa là quá dễ rồi, phải không? Cái điều đó là cái điều căn bản của sự thờ phượng, và điều mình nên nhớ rằng người tin Chúa thờ phượng Chúa vì yêu mến Chúa. Và thứ nhì với thứ ba đó, Phương có một cái cách rất là dễ nhất. Nhớ cái bài tin cậy vâng lời không? Rất là dễ, phải không? Thứ hai là tin cậy, thứ ba là vâng lời. Thành ra yêu mến Chúa, tin cậy Chúa, vâng lời Chúa. Và đến điểm thứ tư,
Con để cái trái này, ai biết trái gì không? Để cho nhớ quê hương chút xíu, trái vải. Thì Phương để cái trái vải này, cái điều thứ tư đó là Chúa muốn cho chúng ta cảm tạ Chúa một cách không đứt nói, cảm tạ Chúa một cách hoài hoài, luôn luôn, giống như Phương nói từng rồi đó. Thì Phương để cái trái vải đó vì ở trong thời cựu ước, Chúa phán dặn dân Israel thờ phượng Chúa bằng những cách giống như là dân tế lễ, dân con chiên. Khi họ phạm tội thì họ phải biết ăn năn, họ phải biết rằng họ phạm luật của Chúa, rồi họ đem con chiên hay là con bò hay là con gì đó đến thầy tế lễ, và Chúa biểu thầy tế lễ giết con chiên đó để tượng trưng về sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ. Hoặc là ở trong mùa, những cái người mà trồng rẫy, trồng rau, trồng gì đó, thì 1/10 của những cái dầu, những cái grain, những cái hoa lợi của họ đó đem vào nhà của Đức Chúa Trời để nuôi những thầy tế lễ. Thành ra phân để lên những hoa quả. Chúng ta sau khi Đức Chúa Jesus Christ đến và chết, và tin và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Jesus Christ là chiên con của Đức Chúa Trời, dâng lên một lần thôi, một lần đủ cả để chuộc tội cho cả thế gian. Bởi như vậy chúng ta không còn dâng lên con thứ vật, chúng ta không còn dâng lên những trái cây đầu mùa, chúng ta không còn dâng lên những cái dầu, những cái hột gạo, hột lúa hay gì nữa, nhưng mà chúng ta dâng lên cái sự cảm tạ Chúa. Cái điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ở đây nói rằng luôn chúc tôn và cảm tạ Chúa. Và Chúa vui lòng khi mà chúng ta vui lòng và cảm tạ Chúa. Cái này nói hơi khó hiểu, nhưng mà để phân cắt nghĩa rằng là khi mà người ta làm cho mình cái gì đó, hay là mình làm cho ai cái gì đó, nếu mà mình làm cho người ta, dù mình không có mong mỏi cái gì trở lại đi, không mong mỏi người ta trả ơn, nhưng mà khi mà người ta đến cảm ơn mình thì mình cũng thấy mát lòng, phải không? Như vậy đó, ở trong đời sống của chúng ta, Chúa đã làm biết bao nhiêu điều cho chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những điều mà chúng ta có. Thì khi mà chúng ta cảm tạ Chúa, thì điều đó làm vui lòng Chúa. Và khi mà chúng ta vui lòng cảm tạ Chúa, thì cái điều đó sẽ làm Chúa vui lòng. Và khi Chúa vui lòng đó, thì cái lòng của chúng ta cũng sẽ vui. Như vậy, ở trong sách Thi Thiên, ông David viết như vậy. Ông nói rằng, những người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời, phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Ở đây, ông David có một cái kinh nghiệm rằng khi mà ông cảm tạ Chúa, khi mà ông tôn vinh Chúa, khi mà ông thờ phượng Chúa đó, thì không phải chỉ Đức Chúa Trời vui lòng đâu, nhưng mà cái sự vui lòng của Chúa đó sẽ làm cho mình vui lòng. Khi mà người yêu của mình đó, ai có chồng có vợ, thì biết rằng là khi mà mình làm cho người yêu mình vui lòng, và họ vui đó, thì mình cũng thấy vui lòng, phải không? Chứ mà mình làm cái gì cho họ rồi họ không vui lòng thì mình cũng không vui lòng. Là như vậy đó, cái sự cảm tạ của mình dâng lên cho Chúa làm Chúa vui lòng và cũng làm cho mình vui lòng. Cái đó là cái niềm vui đặc biệt của người tin Chúa, không có ai có thể có được trừ phi mình thờ phượng Chúa, mình dâng lên cái sự cảm tạ nơi Chúa, thì mình sẽ cảm nhận cái sự vui lòng của Chúa, và cái điều đó sẽ làm chính lòng của mình vui vẻ hơn. Cái điều đó là cái niềm vui mà cái điều đó khó diễn tả. Khi mà chúng ta gặp những cái sự sợ hãi, giống như là bệnh dịch đi, khi mà chúng ta gặp đương đầu với những cái sự chết, giống như là khi một sư nhẫn nằm bệnh viện hơn một tháng đi, khi mà chúng ta đương đầu với những cái sự khó khăn ở trong đời sống của chúng ta, mất việc làm, hay là chúng ta bị con cái bệnh trầm trọng, hay là cái gì đó, bất cứ điều đó, tại sao chúng ta nhận biết rằng những người tin Chúa họ ok, họ vẫn ok, họ cũng lo đó, họ cũng phải đi khám bác sĩ, họ cũng phải làm cái này, họ cũng phải làm cái kia, họ cũng phải xin việc làm mới, họ cũng phải làm đủ điều, nhưng mà cái tấm lòng họ không bao giờ bị trầm cảm lâu dài. Phải nói là trầm cảm lâu dài đó là depressed đó.
Và có người cũng khi mà mình có những người trong gia đình qua đời, mình cũng buồn một thời gian nào đó, nhưng mà người tin Chúa luôn luôn có cái niềm vui đặc biệt. Và cái niềm vui đó là bởi chúng ta thờ phượng Chúa, bởi chúng ta dâng lên sự cảm tạ Chúa và Chúa đẹp lòng. Cho nên chúng ta tự nhiên có cái niềm vui ở trong lòng của chúng ta. Thành ra cái điều đó làm đẹp lòng Chúa. Thành ra hồi nãy giờ là yêu mến Chúa một cách hết lòng, tin cậy, vâng lời và cảm tạ Chúa luôn luôn. Và nếu ai học thứ tư đó thì mình chia sẻ rằng là mình không phải đợi sáng Chủ nhật mình đến rồi mình cảm tạ Chúa qua lời cầu nguyện. Hằng ngày chúng ta sống, những cái điều gì tốt đẹp mà chúng ta cảm nhận được thì chúng ta cứ nói một lời. Không cần nói một cái câu thơ dài hoặc là để về nhà cầu nguyện Chúa. Chúng ta nói tự ở trong lòng của chúng ta ngay đó, cảm tạ Chúa cho con cái đó, thì cái điều đó làm đẹp lòng Chúa. Và cái điều cuối cùng là Chúa đẹp lòng, Chúa vui thỏa khi chúng ta dùng tài năng của mình. Và có nhiều người không biết và không hiểu rằng đây là cái sự làm đẹp lòng Chúa, rất là đẹp lòng Chúa. Chúa dựng nên chúng ta mỗi người khác biệt, có những người cao, những người lớn, có những người mạnh, những người ấm nhom, ấm nhách, giống như là Phương nói những tuần trước rồi đó. Có những người thì có một cái trí tuệ rất là hay, và có những người thì suy nghĩ không ra nhưng mà rất là khiếu tai chân. Thành ra Chúa tạo nên mỗi người chúng ta khác biệt. Và khi chúng ta dùng những cái sự khác biệt đó để làm nên những cái điều mà chúng ta dựng nên đó, Chúa dựng nên chúng ta để làm đó, điều đó cũng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau khi nước lụt đó, cái điều trước tiên xảy ra đó là ông Noe dâng của lễ lên để cảm tạ Chúa cho ổng và gia đình của ổng. Và sau khi đó đó thì Đức Chúa Trời phán cho ông Noe rằng là sao? Đức Chúa Trời phán cho Noe rằng là hãy sanh sản cho đầy dãy mặt đất và tất cả những điều ở trên trái đất này ta ban cho ngươi để dùng. Như vậy thì thế nào? Chúa nói với ông Noe rằng là các ngươi hãy yêu nhau đi, hãy ăn ở với nhau, hãy sinh con đẻ cái, hãy trồng, hãy trọt, hãy làm cho đất sanh sản ra nhiều, hãy gặt lấy những hoa lợi. Làm tất cả những điều đó mà Đức Chúa Trời dựng loài người lên để làm. Chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta đi làm neo, mà chúng ta làm neo rất là đẹp, cũng đẹp lòng Chúa. Khi mà chúng ta xây các nhà, cửa, sơn, phết, khi mà chúng ta làm và chúng ta làm với cái sự, cái tấm lòng cảm tạ và nhận biết Chúa đó, cái điều đó cũng làm đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta chơi nhạc, please come on in. Khi chúng ta chơi nhạc, khi chúng ta chơi với con cái của mình, những người ông bà, ông nội, ông ngoại đó, bà nội, bà ngoại đó, khi mà chúng ta chơi với con cái của mình, vui thỏa nơi con cái của mình, cái điều đó cũng làm đẹp lòng Chúa. Tất cả những điều ở trong đời sống của mình, những cái thành phần ở trong đời sống của mình mà Chúa dựng mình nên để làm đó, khi mà chúng ta làm với cái tấm lòng cảm tạ đó, thì những cái điều đó làm đẹp lòng Chúa. Chúa đẹp lòng nơi mình khi mình là mình. Khi mà chúng ta không thích mình vì chúng ta lùn hay là chúng ta ốm hay là gì đó, khi mà chúng ta muốn thay đổi, khi mà chúng ta không thỏa lòng về cái điều hay là cái cách mà Chúa dựng mình nên đó, cái đó là cái sự vô ân vô nghĩa. Phải nói là mình không biết ơn. Cái đó là cái tấm lòng bất mãn. Chúa đã tạo mình nên như thế nào, Chúa đã cho mình cái năng, cái khiếu, cái tài gì đó. Nếu mà mình thấy rằng ô, tại sao tôi như vậy, mà tại sao cái người kia được như vậy, tại sao Chúa không tạo nên tôi giống như người kia, cao lớn mạnh mẽ, mà tôi ốm nhom ốm nhách như vậy, cái đó, cái sự bất mãn đó đó là cái điều không đẹp lòng Chúa. Khi mà chúng ta nhận biết cái ưu điểm của mình, khi mà chúng ta nhận biết cái tài năng của mình là cái gì và chúng ta sử dụng cái tài năng của mình làm bất cứ những cái điều ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái điều đó khi Chúa nhìn xuống, Chúa sẽ đẹp lòng. Vì Chúa tạo mình nên để như vậy mà. Có những người, đứa thanh niên khi mà nó ra trường high school, nó nói rằng
con nên học cái gì. Thì Phương cũng hướng dẫn nó là bây giờ ngành y luôn luôn rất là vững bền, nhưng mà có những cái ngành này, computer, vi tính thì cũng đang lên. Nhưng mà Phương nói với nó đó, bất cứ những cái điều gì con thấy con làm, con thích thú, nếu con luôn luôn thờ phượng Chúa và giữ trung tín với Chúa, thì cô Phương bảo đảm rằng là cái nghề nghiệp của con sẽ thành công. Là như vậy đó. Thật sự ra chúng ta có khi chằn chọc vì nói là ý Chúa muốn cho tôi làm cái gì với cái này, với cái này. It's not that big of a deal. Nó không phải là vấn đề lớn. Chúng ta thích cái gì thì cứ làm cái đó. Nếu chúng ta yêu mến Chúa, vậy vẫn thờ phượng Chúa và vẫn kính trọng Chúa ở trong đời sống của mình là trên hết, thì Chúa sẽ ban phước cho tất cả những điều chúng ta làm. Ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng là Chúa ban phước cho dân Israel, là dân sự Chúa, ở trong mùa màng của họ, ở trong cái sự bảo vệ, thiên tai cũng không có. Thành ra khi mà chúng ta yêu mến Chúa, khi mà chúng ta sống đẹp lòng Chúa, thì chúng ta phải biết rằng tất cả những điều chúng ta làm, và bằng cái năng khiếu của chúng ta đó, với cái tấm lòng cảm tạ Chúa đó, biết ơn Chúa đó, đều đẹp lòng Chúa tất cả. Thành ra chúng ta đừng ngại và đừng nghĩ rằng là khi chúng ta vô nhà thờ ngồi xuống hát thánh ca mới là đẹp lòng Chúa. Hằng ngày những cái điều chúng ta làm, những cái mối liên hệ chúng ta có, cũng là những điều mà Chúa nhìn xuống và Chúa đẹp lòng khi chúng ta làm một cách tốt, đẹp theo cái ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta, theo cái năng khiếu và tài năng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Thành ra đó là 5 điểm Phương ông lại là chúng ta yêu mến Chúa một cách hết lòng, chúng ta tin cậy lời hứa của Chúa, vâng phục Chúa một cách trọn vẹn, và chúng ta cảm tạ Chúa luôn luôn, và chúng ta dùng tài năng mà Chúa ban cho mình. Đó là những điều làm mặt của Chúa sáng lên khi mà Chúa nhìn xuống nơi chúng ta, làm cho Chúa đẹp lòng nơi chúng ta. Thì sáng hôm nay Phương muốn chia sẻ bao nhiêu đó, và để kết thúc thì Phương muốn chúng ta đứng lên và cúi đầu xuống. Và nếu ai sáng hôm nay muốn tin nhận Chúa, muốn thờ phượng Chúa bằng đời sống của mình, và muốn bắt đầu sống đúng mục đích của mình mà Chúa đã tạo dựng mình lên, thì xin bước lên, Phương sẽ hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa. Và nếu ai đã tin nhận Chúa rồi, thì chúng ta biết rằng ở trong đời sống của chúng ta, tất cả những điều mà Chúa ban cho mình, Chúa muốn cho chúng ta giữ lòng yêu mến Chúa, sống đời sống của chúng ta trong cái nền tin cậy và vâng lời Chúa, và cảm tạ Chúa, biết có lòng biết ơn, và dùng tất cả những điều mà Chúa ban cho mình để làm nên những sự tốt đẹp ở trong đời sống của mình. Đó là những điều đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban phước cho mỗi ông bà anh chị em ở trong đời sống mình, ở trong mục đích của mình, ở trong hàng ngày của mình, đều sống một cách đẹp lòng Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là trao dấu của chúng con. Chúa ơi, chúng con rất cảm tạ anh Chúa. Chúa đã ban cho chúng con lẽ thật của Chúa, tỏ tường ở trong lời của Chúa đã ghi trong Kinh Thánh. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con những sự hiểu biết này, để cho chúng con sống hàng ngày, chúng con có thể yêu mến Chúa một cách trọn vẹn, chúng con hướng về Chúa, chúng con sống bằng đức tin, chúng con sống bằng sự tin cậy. Chúa ơi, chúng con sống một cách vững vàng ở trong đời sống này, dầu bất cứ thế gian như thế nào. Chúa ơi, chúng con hướng về Chúa, chúng con đi cùng Chúa và chúng con đi về Chúa. Một ngày chúng con sẽ gặp mặt Chúa. Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho đời sống của chúng con và mỗi ngày mà Chúa ban cho chúng con sống ở trên đất này để làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa tha thứ các sự vi phạm của chúng con khi chúng con phạm tội cùng Chúa, khi chúng con không biết và chúng con làm lạc và chúng con làm sai. Chúa ơi, xin Chúa Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn tâm trí của chúng con đến sự hiểu biết về Chúa, để cho chúng con có thể làm những điều mà đẹp lòng Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh ngồi xuống, và sau đây chúng ta sẽ có lễ dâng con. Xin mời em Mừng với Thảo và Tài với Tuyết bồng hai em lên. Ha ha.
Đây là thế hệ mới nhất của Hội Thánh của chúng ta. Hôm rồi cũng có lai rai giống như là em James, nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu những thế hệ. Và Phương nhớ rằng là những người đầu tiên ở trong Hội Thánh của chúng ta kết hôn là anh Dũng và chị Trinh. Và Phương đã làm lễ, sau đó chúng ta có rất là nhiều hôn lễ, và chúng ta có rất nhiều con cái sau khi đó. Và sau đó thì ngừng một chút xíu, nhưng mà bây giờ chúng ta có những thế hệ mới. Những thế hệ mới do những người trẻ tuổi tài cao bước lên nói theo con đường của Hội Thánh mình, và làm mừng với Thảo và em Tài với Tuyết. Và sáng hôm nay chúng ta có lễ giăng con. Phương muốn nói sơ lược về lễ giăng con chúng ta làm ở trong tại Hội Thánh của chúng ta là theo gương và mẫu của Kinh Thánh dạy. Ở trong Cựu Ước thì có bà Anna. Bà Anna khi có con đầu lòng của mình là Samuel, dẫn đứa con mình đến đền thờ của Chúa và giăng cho Chúa để dùng Samuel chọn đời sống của con bà. Và sau này Samuel trở nên một người lãnh đạo của đất nước Israel, chọn ngài của Samuel sống. Và trong Tân Ước thì Mary với Joseph dẫn con mình, con đầu lòng của mình là Đức Chúa Jesus Christ lên đền thờ để giăng con. Cho nên lễ giăng con của chúng ta làm theo gương và mẫu của Kinh Thánh dạy. Và có ba điều quan trọng về lễ giăng con mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ. Đầu tiên rằng là đứa con của mình, Kinh Thánh dạy rằng là món quà mà Đức Chúa Trời ban, là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Và điều thứ nhì, Chúa dạy cho chúng ta rằng là qua con cái chúng ta kinh nghiệm được một tình yêu vô điều kiện. Khi mà cha mẹ nhìn con cái của mình và yêu thương con cái của mình, bất kể đêm ngày, khi nó nhỏ, khi nó lớn, chúng ta vẫn yêu. Đó, chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta cũng giống như vậy, một cách vô điều kiện. Và cái điều đó là cái điều thứ nhì. Và điều thứ ba và điều quan trọng nhất về lễ giăng con, trong Kinh Thánh cũng có dạy cho chúng ta biết rằng hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải đi, cho đến hầu về già nó không bao giờ bỏ. Thì lễ giăng con nói lên cái sự trách nhiệm của người cha, người mẹ tin Chúa để nuôi nấng con cái mình, hướng dẫn con cái mình lớn lên ở trong tình yêu thương và lẽ thật của Đức Chúa Trời dạy mình sống. Cho nên như vậy thì sáng hôm nay em Tuyết cũng muốn cầu nguyện tin nhận Chúa, và Phương nghe rất là vui lòng về quyết định của em Tuyết. Cho nên sáng hôm nay chúng ta hiệp ý cầu nguyện và Phương sẽ hướng dẫn em Tuyết cầu nguyện tin nhận Chúa ngay bây giờ. Xin chúng ta nhắm mắt lại. Em Tuyết nói theo chị nha. Kính lạy Chúa. Kính lạy Chúa. Sáng hôm nay. Sáng hôm nay. Con tin nhận Chúa. Con tin nhận Chúa. Con nhận sự tha thứ của Chúa. Con nhận sự tha thứ của Chúa. Và con sẽ thờ phượng Chúa. Và con sẽ thờ phượng Chúa. Chọn cả đời con. Chọn cả đời con. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa, xin chúng ta tay và ủng hộ em Tuyết trong quyết định quan trọng nhất của đời em. Và đến bây giờ, đến lễ giăng con, thì điều quan trọng Phương muốn nói đến và hỏi hai cặp vợ chồng trẻ này, Mừng với Thảo và em Tài với Tuyết rằng em đồng ý nuôi nấng con gái của mình lớn lên trong con đường của Chúa không? Ok, cảm ơn Chúa. Và như vậy thì chúng ta sẽ dâng em Chelsea Lou và em Evie Châu trong tay của Chúa. Và sau đây Phương sẽ cầu nguyện để cho gia đình trẻ này, hai gia đình trẻ này được ân trước mặt Chúa, được phước và được sự hướng dẫn của Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Và Phương sẽ đặt tay trên hai em để cầu nguyện.
Xin cảm ơn Mừng và Thảo. Và xin mời thời gian này, xin mời những gia đình, ông nội, ông ngoại lên chụp hình. Xin mời chúng ta đứng lên và chúng ta hát thôn vinh Chúa để kết thúc lễ. Xin chúng ta hát. Tôn vinh chăng thăng nguồn ân vô đối, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chung khe ngời ba ngôi. Chúa Cha cùng con thánh lên đời đời. Amen. Yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Giêsu Christ và sự hiệp một của Đức Thánh Linh luôn ở với mỗi người chúng con cho đến ngày chúng con gặp lại Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Và lễ chung, xin chúng ta lên chúc mừng hai vợ chồng trẻ, và nếu ai muốn chụp hình thì cứ chụp hình.